Rồi, chiều tối hôm nay Trịnh tiếp tục đang chia sẻ và giao lưu với mọi người một cái cây mai giăng lên phong lùng lực, nó có củ đớ. Những cây này là toàn là những cây củ đớ đẹp và nó rất là đáng sưu tầm nha mọi người. Cây này bây giờ là nói chung là Trịnh đo cái quanh tròn củ đớ đẹp cái này, nó tròn quéo à, là 34 nha, 34 cm. Anh này mọi người thấy không? Củ đớ đẹp nó tròn quéo quá, nhìn như một cái con ốc sên nó đang cuộn lại luôn nè. Rồi bây giờ Trịnh tháo dây ra, Trịnh ướm chừng cái bàn tay cho mọi người xem này ha. Cái củ nó tròn quéo rất là khéo đó, cực kỳ tròn luôn. Cây nó già cho nên là nó bóc vỏ, cái lớp vỏ ngoài này, nó ra luôn nè mọi người, không nó không có đụng tới cái phần sớ thịt ở bên trong đó, phần sớ da bên trong, cho nên là cái cây nó già nhưng mà nó không phải là nó bị suy nó mới bóc ra giờ nha mọi người. Mọi người nhìn cái lớp vỏ là biết rồi. Cái lớp vỏ nó rất là dày này, vỏ cực kỳ dày luôn. Đây cái phần lớp da nó nè, lớp da nó sau khi các cái lớp vỏ ngoài rồi cùng á, là nó bóc ra thì nó lớp da nó đây đó. Rồi củ đớ nó to như một con ốc sên luôn. Đây là cái cuồng đi lên của nó, đây là cái cuồng nhặt này nha mọi người đó. Nó cuộn tròn rồi nó ra tay cành đầu tiên luôn, chứ không phải nó lơi lên đây nó mới ra không. Mọi người nhìn cái cây nó gút này không, cái này hồi xưa là một cái cây giáng long cao nhưng mà nó phần ở trên nó bị lõi cho nên Trịnh cắt xuống vào đây và Trịnh mới đi lại cái đường nét cái cây ở chỗ này không. Đang dưỡng nó ra chỗ đây là một tay nữa là đẹp, một tay nữa chứ cho lên tới ngọn đây thôi đó. Là nó rơi vào tầm 60 trở xuống nha, là cái cây nó gút gút lại đó. Mình lấy ra thôi. Đây là mấy cái cành, cái mầm tược ở trên dưỡng để cho nó lớn mình ép lại đó. Chứ không phải bây giờ hiện tại là nó không phải ép như thế này đâu, ép lại nó nằm hướng này này đó, nhìn nó gút cây lại được, cái ngọn nó nằm đi lên chỗ này đang nuôi thôi. Cái phần này đang nuôi, cái tàn nó ra ngay chỗ đây nữa là nó được nem chi, được nem chi với lại một ngọn là nó đẹp. Nếu mà cái ngọn nó dựng chỗ ngón tay Trịnh chi này đó, là nhìn cái cây nó mới đều không. Đây là đang trong quá trình nuôi thôi mọi người, đừng có quan tâm mấy cái chỗ này nha. Đó, cái đây là phần két nó này, phần két của cây này này chia 4 này, chia 3 này, chia 2 này đó, phần chia dưới là chia cuối cùng đó. Mọi người nhìn cái cu nó này không, nó cuộn tròn như ốc sên, nhìn camera vậy thôi chứ ngồi nó to lắm. Chứ đang quay từ trên cao quay xuống á, không, nó cuộn tròn như ốc sên, củ đớ nó rất là khéo. Ít củ đớ, ít cây nó có củ đớ như thế này lắm, nó tròn quéo quá. Đó. Còn đây là cái các đớ rỡ của nó, đớ rỡ. Cái này là do Trịnh đỡ nghiêng cái bầu Trịnh trồng luôn, mới trồng năm ngoái á, cho nên là chưa xói cái phần này ra, chưa xói phần này ra. À, nên cũng không biết là cái đường đi của các chân rễ nó như thế nào. Hiện tại thì nó lòi lên thì nó lòi phần của cu đế này, nó lộ thiên này, nó rõ hơn thôi. Rồi cái này Trịnh báo giá nhanh luôn cho mọi người luôn, cây dâm chi nó đều, dâm chi nhiều lắm, cây rất là lực. Cái này mình chơi form lùng lực này đó, cây ép đi chuẩn cây hết rồi không. Rồi, Trịnh báo giá luôn là giá 2 triệu rưỡi nha mọi người. Giá không bao gồm phí vận chuyển nha. Cái này tốt nhất là mọi người đỡ nghiêng chậu mình nhận cây tại quốc lộ đi. Quốc lộ mà từ đây vô Sài Gòn là từ Sài Gòn trở đi miền Tây á, là cứ giá cước xe tải nhận cây quốc lộ là 300 ngàn một chậu như thế này không. Đó. 300 là ít, chậu 40 là 300 rồi, chậu này chậu 50. Không, cứ tính 300 này. Đó. Cộng thêm tiền cây nữa, cộng thêm tiền cây 2 triệu rưỡi nữa là thành 2 triệu 8, là mình có được một cái cây mai già chuẩn giống của Bình Định luôn. Cái đây cây giáo, giáo lá gai đó, giáo lá gai hoa đẹp. Chung dòng giáo lá gai là một trong những dòng giáo, nó những dòng cây nó mạnh lắm, sức đề kháng nó mạnh lắm mọi người không. Tây tàng dâm chi là không, giá trị như cây là nó theo cái chất lượng của cái cây nữa, cây nó mạnh mạnh khô à. Đó.
tây cành nục nạc mập mập cành không, ra đúng điểm dương nó hết, nó không có bị lọt đâu, cái này không có bị lọt điểm nào hết đó. Mình lên mình chơi một cái, mình ép nó dưỡng, nó ép lên một cái chi này nó là thành nem chi, mình chơi kiểu như ngũ phúc thôi. Nem chi là một ngọn là nó đẹp, không cần cao đâu, nó gom lên tới tận này thôi, ngọn tới tận này là mình gom xuống này, mình thấy nó tay cành nó càng rút lại lần nó hay hơn. Cái này mà nuôi trong một thời gian dài nữa là cái gốc cái củ đới này nó phát nhanh lắm. Nói chung thì trình bán nữa mà mình giải phóng có tiền phân thuốc để trang trải thêm cho những cái đợt mai, những lứa mai nhỏ hơn á, có anh em giao lưu. Giá đó là giá quá là hợp lý rồi nha mọi người, 2,5 triệu thôi, đựng cây mai già, củ đớ đẹp nữa. Củ đớ này rất là khó có nha mọi người, củ đớ nôm hay là củ đớ chân rễ thì nó dễ, chứ mà kiếm những cái cây mà củ đớ đẹp như thế này, nó gom lại như thế này á, là không có dễ đâu. Rồi, nói chung miêu tả cái cây thì nói chung cũng tương đối dài rồi. Mọi người xem video thì cũng tự định giá, định lượng cái chất lượng của cây với lại cốt cách của cây nữa, không? Rồi giá trình báo rồi, ai cảm thấy nó hợp lý thì giao lưu nha. Rồi xin chào, cảm ơn mọi người đã xem hết video ha.